Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan tới vụ mất rừng tại dự án sân golf từ Đà Lạt ất 1200 của công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International, ngày 19 tháng 7, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí tháng 7, ông Ngô Văn Ninh, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Ông Ninh nói, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đơn Dương để đơn vị này điều tra. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International thuê hơn 649 hectare đất tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương để đầu tư xây dựng sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng. Trong số đất được thuê có hơn 533 hectare rừng, hơn 430 hectare rừng tự nhiên, hơn 102 hectare rừng trồng, 116,74 hectare đất chưa có rừng. Qua kiểm kê, cơ quan chức năng xác định diện tích đất có rừng tại thời điểm năm 2022 giảm hơn 43 hectare so với giữa năm 2007, thời điểm kiểm kê trước khi giao đất. Trong số này, chỉ có 2,77 hectare rừng bị mất được cơ quan chức năng xử lý do công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International san ủi. Ngoài ra, có 37,52 hectare diện tích mất rừng chưa được xử lý. Thời gian xảy ra mất rừng từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng nhận định, công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International trực tiếp phá một phần diện tích rừng để xây dựng công trình hạ tầng thuộc dự án sân golf từ Đà Lạt ất 1200. Đối với diện tích đất rừng bị mất, có 11,53 hectare rừng phòng hộ, gấp hơn 30 lần mức xử phạt vi phạm hành chính. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, hành vi này có dấu hiệu tội hủy hoại rừng. Liên quan tới việc mất rừng tại dự án sân golf này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng từng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện dự án và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, liên quan tới những sai phạm tại dự án sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng sân golf Đà Lạt 1200, tờ Đà Lạt ất theo Hàng Đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc xử lý diện tích rừng bị mất trong quá trình thực hiện sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng sân golf Đà Lạt 1200. Tại dự án sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International đã phá rừng để làm dự án. Vậy ai là người đứng sau doanh nghiệp này? Hơn 43 hectare rừng tự nhiên biến mất. Dự án sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng sân golf Đà Lạt 1200 tọa lạc tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương do công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International làm chủ đầu tư. Năm 2008, Artem International được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê tổng cộng 650 hectare đất tại huyện Đơn Dương để phát triển dự án. Hiện trạng tài nguyên rừng năm 2007, tức là trước khi cho doanh nghiệp này thuê, có 533 hectare đất rừng, 430 hectare rừng tự nhiên và 102 hectare rừng trồng và 116 hectare đất trống. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, kết quả kiểm kê năm 2022, trên tổng diện tích 650 hectare đất cho chủ đầu tư dự án sân golf Đà Lạt 1200 thuê thì diện tích đất rừng giảm 43,2 hectare, trong đó rừng tự nhiên giảm 38,2 hectare, rừng trồng giảm 3,5 hectare. Trong 43,2 hectare đất rừng bị mất tại dự án sân golf Đà Lạt 1200, có 7 hectare đã được chuyển đổi mục đích sử dụng, 5,6 hectare được xử lý và đề xuất không xử lý, còn 30,4 hectare rừng bị mất chưa được xử lý. Qua thu thập tài liệu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đánh giá, công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International trực tiếp phá rừng để xây dựng công trình hạ tầng. Trong diện tích rừng bị mất có 11,5 hectare rừng phòng hộ. Thời gian xảy ra mất rừng từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017. Giai đoạn năm 2015 đến năm 2022, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương đã ban hành 3 kế hoạch và lập đoàn kiểm tra để kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án lâm nghiệp trên địa bàn, trong đó có dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International. Tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương đã ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ dự án lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, trong đó có dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International. Ngoài 2,8 hectare đất rừng bị mất tại dự án sân golf Đà Lạt 1200 đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, các cơ quan chức năng địa phương đã không phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với phần diện tích rừng bị mất nào khác. Đánh giá về tình trạng mất rừng tại dự án sân golf Đà Lạt 1200, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho rằng tài liệu thu thập và kết quả làm việc cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn Artem International trực tiếp phá rừng để xây dựng công trình hạ tầng dự án.
Vụ việc có dấu hiệu của tội hủy hoại rừng theo luật hình sự nên cần phải xem xét, đánh giá đề xuất hướng xử lý sao cho vừa không bỏ lọt tội phạm vừa đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Để có hướng xử lý, công ty trách nhiệm hữu hạn Artim International, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết cần bổ sung hồ sơ hiện trạng rừng trước khi giao cho chủ đầu tư này, đồng thời rà soát thủ tục bàn giao rừng trước đây. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện dự án Sân Gôn Đà Lạt 1200. Sau khi thanh tra, sẽ có kiến nghị đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lộ diện doanh nhân kín tiếng. Liên quan đến vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn Artim International phá rừng để xây dựng dự án Sân Gôn và khu nghỉ dưỡng Sân Gôn Đà Lạt 1200 tại xã Dạ Đòn, huyện Đơn Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Thanh tra tỉnh xem xét thanh tra toàn diện dự án này. Dự án Sân Gôn Đà Lạt 1200 do Artim International làm chủ đầu tư. Theo quảng bá, quy mô dự án này gồm Sân Gôn 18 hố, 250 biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, thể thao, trồng rừng. Sau thông tin có tình trạng phá rừng tại dự án Sân Gôn Đà Lạt 1200, dư luận quan tâm Artim International có quy mô ra sao, ai là người đứng sau doanh nghiệp này. Artim International thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 2007, vốn điều lệ ban đầu là 18 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp này trực thuộc Artim International Corporation của doanh nhân người Malaysia Chan Kok Luen. Về tiến độ, Sân Gôn Đà Lạt 1200, Sân Gôn 18 hố tại dự án này đã đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2015 và sau đó các biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích từ 1.000 m2 đến 5.000 m2 một căn cũng đã được giao bán trên thị trường. Trong 3 năm qua, Artim International liên tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và người đại diện góp vốn theo ủy quyền. Hiện nay, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Chiu Binh Keung Kenneth, quốc tịch Trung Quốc, và ông Đào Văn Duy. Vào tháng 7 năm 2016, tổng vốn của Artim International gần 359 tỷ đồng do 4 cá nhân quốc tịch nước ngoài đại diện. Đến tháng 5 năm 2021, vốn điều lệ của Artim International bất ngờ tăng lên 821 tỷ đồng. Lúc này, 3 cá nhân đại diện góp vốn là bà Lý Thị Ngân Châu, ngụ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, góp 328,5 tỷ đồng. Phần còn lại chia đều cho 2 cá nhân quốc tịch người Singapore. Đến tháng 12 năm 2021, tổng vốn của Artim International vẫn là 821 tỷ đồng, trong đó bà Lý Thị Ngân Châu đại diện phần góp vốn 328,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, 50% vốn góp, tức là khoảng 411 tỷ đồng của Artim International lúc này đã thuộc về ông Chiu Binh Keung Kenneth, phần vốn góp ít ỏi còn lại là của các cá nhân người nước ngoài khác. Doanh nhân Chiu Binh Keung Kenneth kín tiếng nhưng nổi danh trong giới đầu tư bất động sản khi đứng sau hàng loạt doanh nghiệp sở hữu các dự án đắc địa nhất thành phố Hồ Chí Minh. Có thể kể đến công ty phát triển bất động sản Alpha King, đơn vị phát triển các dự án Alpha Town, Alpha City. Ngoài ra, năm 2015, ông Chiu Binh Keung Kenneth còn là thành viên hội đồng quản trị nhưng không điều hành của các công ty cổ phần An Phú Plaza, khu căn hộ An Phú, khu nhà liền kề An Phú Tiền Phong, quận Tân Phú, dự án Regency Park, thành phố Thủ Đức, khu biệt thự Sân Gôn, Xi Linh, Mũi Né. Thưa quý vị, tại thông báo kết luận thanh tra 203 vừa được ban hành, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về quy hoạch. Trong đó, cơ quan thanh tra đề cập tới hai dự án, Trung tâm Liên hiệp Du lịch và Thể thao Sân Góp 54 Hố Hồ Yên Thắng và khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái. Cả hai dự án này cùng là chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư PV Inconest. Doanh nghiệp đầu tư chuyên kinh doanh Sân Gôn này có trụ sở tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình, vốn điều lệ 891 tỷ đồng. Có gì ở dự án Sân Góp bị kết luận thanh tra nêu trên? Chủ đầu tư dự án Sân Góp lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Sân Góp lớn nhất Việt Nam. Thưa quý vị, Sân Góp Hoàng Gia có tên tiếng Anh là Royal Golf Course, hay còn được nhiều golfer biết đến với tên gọi Sân Góp Yên Thắng, là một trong những sân góp nổi tiếng có địa chỉ nằm tại xã Đông Sơn, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Sân Góp Hoàng Gia Ninh Bình, ngay sau khi được hoàn thành, đã được xem là một ngôi sao sáng trên bản đồ golf Việt Nam với tổng diện tích lên đến 670 hectare và hiện đang nắm giữ kỷ lục là sân góp lớn nhất cả nước. Sân chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9 tháng 1 năm 2010. Toàn bộ sân có tất cả 54 hố theo tiêu chuẩn quốc tế, được chia thành 3 sân khác nhau, gồm sân đồi vua, sân nữ hoàng và sân hoàng tử. Theo thông tin từ PV Inconest, dự án Trung tâm Liên hiệp Du lịch và Thể thao Sân Góp 54 hố Hồ Yên Thắng, Góp Hoàng Gia và khu du lịch sinh thái Đồng Thái được khởi công từ năm 2007. Hai dự án này nằm ở huyện Yên Mô và thị xã Tam Điệp. Trong đó, khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái có diện tích 2.185 hectare.
còn dự án sân golf Hoàng Gia có diện tích 670 hecta. Ngoài sân golf, dự án còn có hệ thống các khu biệt thự, khách sạn, nhà hàng 5 sao, trung tâm thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó còn có hạng mục trường đua ngựa, nhà thi đấu đa năng. Thông tin từ báo cáo tài chính các quý gần đây, dự án đang trong quá trình hoàn thiện dần các hạng mục. Trong đó, dự án sân golf Nam Từ Hố với diện tích 670 hecta được nhiều chuyên gia về giới golf giới thiệu là lớn nhất Việt Nam. Chủ đầu tư lỗ kéo dài. Công ty cổ phần đầu tư PV Inconnect, ông chủ sân golf lớn nhất cả nước, sân golf Hoàng Gia, đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp lỗ 4,4 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng của năm 2023, lỗ 8,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này lỗ khoảng 32 triệu đồng trong giai đoạn 9 tháng đầu năm. Theo giải trình, công ty này cho biết do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng, nhưng các khoản chi phí tăng mạnh hơn khiến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 8,6 tỷ đồng, tương đương 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn do doanh thu dịch vụ golf tăng mạnh khi lượt khách chơi golf tăng sau khi sân golf số 2 hoàn thành 9 hố, còn lại đưa vào khai thác từ ngày 29 tháng 4, cụ thể là tăng 6,2 tỷ đồng. Cùng với đó, lượt khách chơi golf trong quý 3 năm 2023 tăng 4.198 lượt so với cùng kỳ, kéo theo doanh thu nhà hàng tăng lên, tăng 1,1 tỷ đồng. Doanh thu khách sạn tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp trong quý 3 năm 2023 tăng 10,2 tỷ đồng. Lý do là việc khai thác thêm 9 hố gôn, khiến cho các chi phí như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí vật liệu, dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí mua ngoài tăng. Được biết, công ty cổ phần đầu tư PV Inconnect là một thành viên thuộc công ty cổ phần tập đoàn Thành Công. Tập đoàn Thành Công, chủ tịch hội đồng quản trị công ty là ông Nguyễn Anh Tuấn. Báo cáo tài chính cho biết, công ty cổ phần đầu tư PV Inconnect chi trả 15 triệu đồng thu nhập cho ông Nguyễn Anh Tuấn trong quý 3 vừa qua. Như vậy, trung bình mỗi tháng, ông chủ tập đoàn Thành Công có thu nhập khoảng 5 triệu đồng từ công ty thành viên này. Người có mức thu nhập cao nhất của công ty là ông Đào Phong Trúc Đại, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Ông nhận được 226,9 triệu đồng. Thanh tra chính phủ điểm mặt hàng loạt sai phạm. Thanh tra chính phủ vừa ban hành thông báo số 203, thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm nguyên vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch tại tỉnh Ninh Bình. Trong đó có hai dự án Trung tâm Liên hợp Du lịch và Thể thao Sân Góp Nam Từ Hố Hồ Yên Thắng, gọi tắt là dự án Sân Góp Nam Từ Hố Hồ Yên Thắng và khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái cùng chủ đầu tư là công ty cổ phần PV Inconnect, doanh nghiệp chuyên đầu tư kinh doanh sân góp có trụ sở tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Cụ thể, thanh tra chính phủ chỉ ra rằng dự án Sân Góp Nam Từ Hố Hồ Yên Thắng, khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái có quy mô trên 5 hectare nhưng không lập quy hoạch, chi tiết 1 trên 500, không bố trí nhà ở xã hội. Dự án sân góp Nam Từ Hố Hồ Yên Thắng còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc xác định tiền sử dụng đất, thuê đất, chưa xác định bổ sung tiền thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tăng diện tích sàn. Chậm nộp tiền thuê đất, không điều chỉnh đơn giá thuê đất sau khi hết chu kỳ ổn định 5 năm, miễn giảm tiền thuê đất. Ngoài ra, dự án này còn vi phạm về trật tự xây dựng, chậm xác định đơn giá thuê đất, ký hợp đồng thuê đất. Trong khi đó, đối với dự án khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái, thanh tra chính phủ chỉ rõ dự án chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư. Từ kết quả thanh tra nêu trên, thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ra soát, xử lý theo quy định đối với các dự án còn tồn tại thiếu sót. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã đưa ra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp cần thiết, phối hợp với các bộ ngành liên quan, kiểm tra, ra soát việc chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng 66,8 triệu cổ phiếu, 75% vốn sở hữu tại công ty PV Inconnect từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Vietinbank sang TCG Land liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái và dự án sân golf Nam Từ Hố Hồ Yên Thắng, đảm bảo việc xác định giá cổ phiếu và chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Tại báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông 6 tháng đầu năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn TCG Land góp vốn 668 tỷ đồng, và công ty đầu tư PV Inconnect tương đương chiếm 75% vốn của doanh nghiệp. Cổ đông lớn thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Vietinbank với sở hữu 18,6% vốn, tương đương 165 tỷ đồng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn TC Glen là công ty con của công ty cổ phần tập đoàn thành công TC Group với sở hữu 100% vốn. Doanh nghiệp này đã trở thành cổ đông lớn của đầu tư PV Inconet từ năm 2018 bằng phương thức nhận chuyển nhượng cổ phần nên không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Tại báo cáo tài chính của PV Inconet cho thấy, kết thúc tháng 9 năm 2023, doanh nghiệp này đang có gần 611 tỷ đồng phải trả cho TC Glen theo hợp đồng góp vốn của TC Glen vào các dự án do PV Inconet làm chủ đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!